Tin sáng ngày 5 tháng 5. Nga tiếp tục tiến công vào Donetsk và Kharkiv. G7 xem xét viện trợ 50 tỷ đô la Mỹ cho Ukraine. Cảnh sát Nga nghe lời Đảng Cộng sản Trung Quốc đột nhập vào nhà dân và bắt giữ người vô cớ. Tình báo Mỹ nhận định Trung Quốc và Nga đang hợp tác để xâm chiếm Đài Loan. Quân đội Israel tiếp tục tấn công một thị trấn ở bờ Tây. Liên hợp quốc, miền Bắc Gaza hiện đang trong nạn đói toàn diện. Văn San xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị đang theo dõi bản tin sáng, Chủ nhật ngày 5 tháng 5 của DKN Thời sự. Sau đây là nội dung bản tin. Các lực lượng quân sự Nga đã tiến gần Adipka, tỉnh Donetsk và Kupyansk, tỉnh Kharkiv. Theo thông tin từ Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISW có trụ sở tại Hoa Kỳ, quân Nga đang tiếp tục các cuộc tấn công liên tục về phía đông Chasipya. Những hình ảnh thu được từ vệ tinh cho thấy, kể từ ngày 2 tháng 5, xuất hiện một xe bọc thép của Nga đang hoạt động ở trung tâm Kilipska, phía đông nam Kupiansk. Chiếc xe tăng này được cho là của tập đoàn quân xe tăng cận vệ số 1 của Nga. Trong khi đó, Thông tin từ các blogger Nga cho hay, ngày 3 tháng 5, các đơn vị thuộc Sư đoàn xe tăng 47 của Quân đoàn xe tăng cận vệ số 1 Nga đã đạt được đột phá chiến thuật ngay phía nam Kislipka về phía Kotliaripka và tiến sâu thêm gần nửa cây số. Thống đốc tỉnh Kharkiv Ole Sinehubov báo cáo rằng các lực lượng Nga ở khu vực Kupian đã tái lập các đơn vị tấn công của họ với nhiều phương tiện trang bị hơn, tân binh mới nhiều hơn và các hoạt động tấn công mới hơn. Ông này cho biết các lực lượng Nga định kỳ tập trung vào các hướng khác nhau dọc tuyến Kupyansk, Svatov, Kremina để tìm ra điểm yếu trong hệ thống phòng thủ của Ukraine. Naza Voloshin, người phát ngôn của nhóm quân đội chiến lược và tác chiến Khoktysia của Ukraine cho biết các lực lượng Nga đang chịu tổn thất đáng kể về nhân sự trong các cuộc tấn công ở khu vực Yar và giao tranh vẫn đang tiếp tục diễn ra ở phía đông bắc Chasipya, gần Bodanipka, Ivanipka, Klischipka và Andripka. Viện nghiên cứu chiến tranh ISW cho biết, sư đoàn dù 98 của Nga, lữ đoàn pháo binh số 17 và tiểu đoàn Spetsnaz số 58 hiện đang hoạt động gần Chasipya. Nguồn tin từ ISW cho hay, lực lượng Nga đang tiếp tục tấn công ở phía đông Chasipya từ ngày 3 tháng 5 và hiện vẫn chưa có thay đổi mới nào được xác nhận trên chiến tuyến. Hoa Kỳ đang đàm phán với các đối tác thân cận để cung cấp thêm khoản viện trợ 50 tỷ đô la Mỹ cho Ukraine. Khoản chi khổng lồ này dự kiến sẽ được hoàn trả bằng lợi nhuận từ các tài sản của Nga đã bị đóng băng ở châu Âu. Bloomberg dẫn tin cho hay kế hoạch này đang được thảo luận giữa các nhóm G7, trong đó Mỹ sẽ thúc đẩy để đạt được thỏa thuận trên khi các nhà lãnh đạo G7 gặp nhau tại Ý vào tháng 6 tới. Khi được hỏi về việc hoàn lại số tiền viện trợ bằng cách sử dụng tài sản bị phong tỏa của Nga, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen nói rằng đó là điều chúng tôi đang thảo luận. Bà Bộ trưởng này nói thêm với Bloomberg rằng lý tưởng nhất là toàn bộ G7 tham gia, chứ không chỉ để Hoa Kỳ làm điều đó một mình. Kênh truyền thông NTD hôm qua đưa tin về sự việc cảnh sát Nga đã nghe theo lời xúi dục của Đảng Cộng sản Trung Quốc và đột kích nơi ở của các học viên pháp luật công. Sự việc này vừa mới xảy ra cách đây hai ngày và việc đột kích được thực hiện theo một quyết định gây tranh cãi. Trong khi thế giới đang chưa hết lo lắng về sự tham gia của Trung Quốc vào cuộc chiến Nga-Ukraine, thì mới đây Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế Hoa Kỳ đã phải lên án mạnh mẽ về hành động của cảnh sát Nga Đối với các học viên Pháp Luân Công nước này, thông điệp từ tòa Bạch Ốc cũng đưa ra cảnh báo dành cho Nga và yêu cầu họ phải chấm dứt hành động trên đối với các học viên Pháp Luân Công và bảo đảm quyền tự do tôn giáo tín ngưỡng cho tất cả mọi người. Những hình ảnh do cảnh sát Nga ghi lại cho thấy họ bắt buộc người dân mở cửa căn hộ, sau đó đánh một nam thanh niên nằm xuống đất và quỳ một chân lên lưng người này. Những hình ảnh khác thì cho thấy cảnh những cảnh sát đột nhập vào tư gia để khám xét và thẩm vấn những người bên trong. Họ đã tịch thu các sách pháp luân công, các tài liệu giới thiệu và nhiều tài liệu khác của người dân. Được biết, có bốn học viên pháp luân công đã bị giam giữ và thẩm vấn. Người phát ngôn của Hội đồng An ninh Quốc gia Hoa Kỳ nói với NTD TV vào ngày 3 tháng 5, Hoa Kỳ luôn lên tiếng phản đối cuộc đàn áp đối với Pháp Luân Công và các nhóm khác và ghi nhận điều này trong báo cáo tự do tôn giáo quốc tế hàng năm của Bộ Ngoại giao. Người phát ngôn của Hội đồng An ninh Hoa Kỳ nói thêm: "Hãy lo lắng về điều này, cho dù nó xảy ra ở Trung Quốc, Nga hay bất kỳ nơi nào khác trên thế giới. Cơ sở pháp lý được viện dẫn để thực hiện cuộc đột kích là một điều khoản gây tranh cãi trong luật pháp Nga. Nội dung luật này được thông qua vào năm 2015 và đã liên lụy hơn 100 tổ chức, nhà báo và nhà hoạt động nhân quyền ở nước này." đáng lo hơn khi một số cơ quan truyền thông nhà nước Nga khi mô tả về bộ môn pháp luân công đã sao chép những tuyên bố sai lầm của Đảng Cộng sản Trung Quốc về nhóm người ôn hòa này. Ở thời điểm hiện tại, rất nhiều người trên thế giới đều biết pháp luân công là một môn tu luyện của Phật gia dựa trên nguyên lý chân thiện nhẫn. Tính đến năm 1999, có gần 100 triệu người ở Trung Quốc đại lục thực hành Pháp Luân Công hiện nay đã được truyền bá đến hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới và được người dân yêu mến. Cũng từ thời điểm năm 1999, Đại Cộng sản Trung Quốc bắt đầu cuộc đàn áp Pháp Luân Công. Cuộc đàn áp tàn bạo này vẫn tiếp tục cho đến hôm nay. Trung Quốc và Nga đã đạt được mối quan hệ đối tác không giới hạn vào tháng 2 năm 2022. Giữa bối cảnh điện Kremlin ngày càng phụ thuộc vào đảng Cộng sản Trung Quốc, chính quyền Nga cũng tăng cường các hoạt động đàn áp Pháp Luân Công. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã chỉ ra trong báo cáo nhân quyền mới nhất của mình rằng Nga lạm dụng luật chống khủng bố và chống chủ nghĩa cực đoan cũng như các biện pháp khác để nhắm vào nhóm Pháp Luân Công và rằng chính phủ Nga không có bất kỳ bằng chứng nào để buộc tội Pháp Luân Công. Về phía Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế, Hoa Kỳ lên án mạnh mẽ việc Nga giam giữ bốn học viên Pháp Luân Công ở Moscow. Ủy viên Ủy ban Susie Redmond cho biết, Nga phải ngừng truy tố tất cả các học viên Pháp Luân Công và các nhóm tôn giáo khác bị dán nhãn một cách bất công và phải bảo đảm các tôn giáo hoặc quyền tự do tôn giáo. Các quan chức tình báo Mỹ cho rằng Nga và Trung Quốc đang hợp tác chặt chẽ hơn với nhau trong các vấn đề quân sự, bao gồm cả khả năng xâm chiếm Đài Loan. Trước tình hình này, tình báo Mỹ cũng thúc đẩy chính phủ lập kế hoạch mới để chống lại một kịch bản hai nước phối hợp chiến đấu có thể xảy ra. Giám đốc tình báo quốc gia Mỹ Avril Hennis nói trước Quốc hội rằng lần đầu tiên họ thấy Trung Quốc và Nga tập trận cùng nhau liên quan đến vấn đề Đài Loan. Qua chức tình báo này cũng khẳng định rằng Trung Quốc luôn muốn Nga hợp tác với họ. Thượng nghị sĩ Đảng Cộng Hòa Mike Rouse của Nam Dakota đã hỏi người đứng đầu cơ quan tình báo quốc phòng về vấn đề trên, và Trung tướng Jeffrey Grass đã trả lời rằng Bộ Quốc phòng thậm chí còn lo ngại hơn về vấn đề này và rằng Hoa Kỳ nên tính đến tình huống mà Nga và Trung Quốc chắc chắn sẽ hợp tác. Bà Avril Henshitz cũng nói thêm rằng các đánh giá tình báo cho thấy có sự hợp tác ngày càng tăng trong mối quan hệ đối tác không giới hạn giữa Nga và Trung Quốc trên mọi lĩnh vực của xã hội, chính trị, kinh tế, quân sự, công nghệ. Quân đội Israel đã chính thức tấn công thị trấn Den al Gusun phía đông bắc thành phố Tunkam ở khu vực bờ Tây bị chiếm đóng. Hãng thông tấn chính thức của Palestine, Wafa, đưa tin lực lượng đặc biệt Israel đã bao vây một ngôi nhà ở Den al Gusun và tiếng súng liên tục xảy ra. Theo Wafa, lực lượng tiếp viện đã đến từ trạm kiểm soát quân sự al tới các thị trấn Anapta, Ban'a và Den al Gusun nhiều người dùng mạng xã hội cũng đăng tải thông tin về các cuộc đụng độ vũ trang đã nổ ra ở den al gusun giữa quân đội israel và người palestine những cảnh tượng được ghi lại cho thấy âm thanh của tiếng súng dữ dội và xe ủi của quân đội israel đang xông vào thành phố căng thẳng chưa dừng lại trên khắp bờ tây kể từ khi israel phát động cuộc tấn công nhằm vào giải gaza israel hiện đang bị cáo buộc tội diệt chủng tại tòa án công lý quốc tế và trong phán quyết của tòa án này vào tháng 1 đã ra lệnh cho chính quyền Tel Aviv ngừng các hành động quân sự làm thiệt mạng dân thường và thực hiện các nỗ lực để bảo đảm hỗ trợ nhân đạo được cung cấp đầy đủ cho dân thường ở Gaza. Một quan chức hàng đầu của Liên Hợp Quốc cho biết miền Bắc Gaza hiện đang rơi vào nạn đói toàn diện sau hơn 6 tháng chiến tranh giữa Israel và Hamas với những hạn chế của Israel đối với việc cung cấp thực phẩm vào lãnh thổ Palestine. Cindy McCain, giám đốc người Mỹ của chương trình Lương thực thế giới của Liên hợp quốc, đã tuyên bố rằng những thường dân bị mắc kẹt ở Gaza đã đến bờ vực nạn đói. Bà Cindy McCain nói với chương trình Meet the Press của NBC trong một cuộc phỏng vấn mới phát sóng rằng đã có nạn đói, nạn đói toàn diện ở phía bắc Gaza và nó đang di chuyển xuống phía nam. Quan chức Liên hợp quốc cho biết, lệnh ngừng bắn và việc tăng cường viện trợ qua đường bộ và đường biển là điều cần thiết để đối phó với thảm họa nhân đạo ở Gaza. Một quan chức nhân đạo của Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ tại Gaza nói với Associated Press rằng, kể từ tháng 3, miền Bắc Gaza đã không nhận được bất cứ thứ gì cần thiết để ngăn chặn nạn đói. Dưới áp lực của Mỹ và các nước khác, các quan chức Israel trong những tuần gần đây đã bắt đầu từ từ mở lại một số cửa khẩu biên giới để vận chuyển hàng cứu trợ. Tuy nhiên, viện trợ qua tuyến đường biển, một khi đi vào hoạt động, vẫn chỉ phục vụ được một phần nhỏ, nửa triệu người trong số những người cần giúp đỡ ở Gaza. Các tổ chức viện trợ, bao gồm USAID, nhấn mạnh rằng việc nhận thêm viện trợ thông qua các cửa khẩu biên giới là điều cần thiết để ngăn chặn thảm kịch này kính thưa quý vị bản tin sáng của dkn thời sự đến đây là kết thúc quý vị đừng quên bấm vào nút đăng ký kênh và nút chuông để nhận được thông báo về những bản tin mới nhất của chúng tôi chúc quý vị một ngày mới luôn vui vẻ và lạc quan hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo